Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhãn 50 tỷ tập cần có ký hiệu là Barbie Quadri. Thì con Barbie Quadri này hiện tại còn 2 ngày nữa sẽ list sàn Banke Swap nha các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn cần list phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot này bạn. Thì chương trình này góp này nó cũng sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 7 và phân phối vào ngày 18 tháng 7 các bạn. Rồi bấm sau này drop nữa. Nhận 50 tỷ tập cần Barbie Quadri khoảng 25 USDT. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nữa bạn. Nên các bạn làm nhanh các bạn. Sau khi join vào xong các bạn chờ có lướt cấp xa không bạn. Hiện tại nó mang free sale size của nó nè. Rồi bạn bắt drop được nữa. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh channel luôn nè. Rồi tiếp tục các bạn bấm don. Rồi tiếp tục trên Twitter nè bạn follow và retweet tăng 3 người bạn của mình vào nè. Nhiệm vụ khá là đơn giản, có 3 nhiệm vụ các bạn. Rồi bạn theo dõi nè bạn. Hy vọng kèo này mình ăn được cho tất cả anh em. Thì thường là iDrop trên kênh mình là tặng kèo uy tín các bạn, nhưng mà iDrop thì nó trả random là nhiều. Rồi các bạn tự quyết lên bạn. Mình cũng không, mình lựa kèo không có muốn random cho tất cả anh em không, tại nó random mình biết sao giờ. Tiếp tục submit you request. Thì các bạn mở Twitter tất cả bạn ra nè. Bạn nhấp bargain cùng nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn dán vào đây các bạn. Follow Twitter rồi retweet. Submit you retweet. Rồi các bạn gửi một cái link các bạn retweet nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 trên giấy chocolate nè. Thường thường thì dự án nó kêu gửi đường link profile nên mình đọc kỹ lên cái các bạn. Rồi các bạn việc bấm vào status để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Mình đã nhận được 50 tỷ tập cần Barbie Quadri. Các bạn việc lên ghép mà chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm tài cần nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 50 tỷ tập cần Barbie Quadri đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.